Bình, ngươi là thiên hạ đệ nhất, điên khùng. Tiểu thư, đừng tới làm phiền ta, ta không muốn gặp ai hết. Tiểu thư, ai đã làm cho tiểu thư của tôi giận vậy? Phải là huynh sư Bình kia không? Đừng nhắc hắn trước mặt của ta. Từ nay về sau không được nhắc tới tên của hắn nữa. Như vậy không nhắc nữa. Tiểu thư đừng có khóc. Tiểu thư, xem cặp mắt của tiểu thư đã đỏ hết rồi. Tiểu thư khóc hoài coi chừng bị bệnh đó. Dù sao đi nữa, tấm lại cũng không ai thương ta. Tôi nghĩ tiểu thư không thể nào quên được ông ta. Vị của công tử, cẩn nhi đã nghe Dương đại nhân cho biết, liệu quý nhân lại tuyệt tình tới như vậy, đã quăng con dê bằng đất, hai người có thể sống chung với nhau được sao? Nhưng Huỳnh Sơ Bình là một tên khờ, dù không thân với Liễu Nhất Tịch đi nữa, cũng không chịu ở chung với ta. Ta hận hắn ở điểm này. Tuy rằng Huỳnh Sơ Bình hơi khờ thật, nhưng ông ta vô cùng chấp nhất với tình yêu. Nếu như tiểu thư có thể chiếm được trái tim của ông ta, tôi nghĩ Huỳnh Sơ Bình kia chắc chắn hết lòng hết dạ thương yêu tiểu thư. Cẩn Nhi, vậy ngươi nói ta có hy vọng hay không hả? Có thì có, nhưng còn tùy vào tiểu thư có lòng hay không. Tại sao lại nói vậy? Sở dĩ Huỳnh Sơ Bình ở lại đây là bởi vì không phải chữa trị cho hoàng thượng bình phục. Khi hoàng thượng bình phục lại rồi, Huỳnh Sơ Bình cũng phải ra đi. Chỉ sợ tới lúc đó tiểu thư muốn kiếm ông ta cũng thật là khó nữa. Nếu như tiểu thư muốn kết duyên trăm năm với ông ấy, cần phải tốn một chút thời gian trước khi bệnh của hoàng thượng được trị lành, thuyết phục được ông ta. Bây giờ phải làm thế nào đây? Theo như Cẩn Nhi nghĩ, Huỳnh Sơ Bình sẽ dĩ không có quên Liễu Nhất Tịch là bởi vì ông ta đã gần gũi Liễu Nhất Tịch quá, không thể quên được. Nếu như mà tiểu thư dẫn ông ta ra đi đến một cái chỗ không có ai có thể tìm kiếm được, thì ông ta sẽ quên đi Liễu Nhất Tịch. Ngươi định nói kêu ta bỏ trốn với ảnh? Cẩn Nhi đã nói bậy, xin tiểu thư đừng khiển trách. Không, Cẩn Nhi, đó là một ý kiến rất hay. Đại nhân, chê nghèo ham giàu đó là chuyện thường xảy ra. Liễu Nhất Tịch không đành bỏ đi vinh hoa phú quý, nói lời tuyệt tình với Quỳnh Y Sư, đó là chuyện thường lý. Ngươi nói đúng sự thật, nhưng ta cảm thấy bên trong còn có gì bí ẩn. Đại nhân, ông cảm thấy bí ẩn ở chỗ nào? Rất là khó nói, nhưng ta cảm thấy có gì khó hiểu. Theo ta nghĩ, Quỳnh Sơ Bình trung tình với Liễu Nhất Tịch như vậy đó, mọi sự cố gắng là muốn trở lại bên mình của Liễu Nhất Tịch mà thôi. Điều đó cho thấy Liễu Nhất Tịch trước khi vào cung đã cùng với Quỳnh Sơ Bình thương yêu gắn bó với nhau. Lùi lại một bước, cho dù Liễu Nhất Tịch ham hư danh hay là sợ bị hoàng thượng trách cứ, cũng đâu có cần phải lạnh lùng với Quỳnh Sơ Bình tới như vậy, càng không đến nỗi làm đau lòng một kẻ đã từng yêu cổ tha thiết. Đại nhân nói gì, Thu Khải cũng cảm thấy bên trong có gì bí ẩn. Liễu Nhất Tịch thật sự có vấn đề. Ở phía sau chắc chắn ẩn tàng một âm mưu thật là lớn. Hay là Liễu Nhất Tịch kia không phải thiệt? Liễu Nhất Tịch giả hả? Tại sao ngay cả Quỳnh Sơ Bình cũng không nhận ra? Không lẽ thuộc dịch dung của họ xuất thần nhập quá như vậy? Dĩ giả loạn châu, cái đó có thể xảy ra. Ngoài ra còn một trường hợp khác, Liễu Nhất Tịch có thể là thiệt, nhưng mà linh hồn lại là giả. Thần kỳ tới vậy à? Tư tưởng của Liễu Nhất Tịch đã bị người khác khống chế, bây giờ cổ giống như là một thầy ma sống vậy. Rất có thể. Khi mà Tào Lão Tặc đưa cô ta vào trong cung, Thuộc Hạ đã cảm thấy có gì lạ lạ. Trước mắt điều tra coi người nào đứng phía sau Liễu Nhất Tịch, không thể chậm trễ. Chuyện này liên quan tới sự an nguy
của hoàng thượng và thái hậu. Thuộc hạ sẽ lập tức đi điều tra. Đại nhân, thuộc hạ cáo lui trước. Bùi tướng quân xin mời dùng trà. Đừng khách sáo, ta phải đi liền. Đại nhân mời dùng trà. Đại nhân lại cho bộ tướng quân nhiệm vụ mới à? Đại nhân, Quỳnh Sơ Bình không biết lý do gì, sau khi đôi mắt sáng lại, công lực bội tăng, lại có thể dùng nội lực để chữa bệnh cho hoàng đế. Hắn còn dám mở miệng hứa với thái hậu rằng chỉ trong vòng 3 ngày lập tức chữa lành bệnh cho tiểu hoàng đế. Chỉ 3 ngày à? Vậy hắn có lòng tin đó. Thái sư, Quỳnh Sơ Bình là một người rất là thật tình đó. Hắn nói 3 ngày là không có giả đâu. 3 ngày tiểu hoàng đế tỉnh dậy, tình thế thật sự rất là nguy hiểm với chúng ta lắm đó. Khổ nổi vào cái lúc này thì anh của tôi đang bị thương. Thái sư, chúng ta mau hành động đi. Xin đại nhân hạ mệnh lệnh. Nếu phước thì không phải là họa, nếu họa thì không phải là phước. Nếu như mạng số phải có số kiếp này, bất cứ giá nào cũng không thể tránh được. Nếu như mạng số không có kiếp này, như vậy biến hiểm thành lành. Thái sư à, chúng ta không thể nào ngồi đây chờ chết đâu đó. Ta chỉ cần hoàng thượng, nhưng mà ta lại lo sợ cho thái hậu. Nếu như không có thái hậu, tiểu hoàng đế tỉnh táo hay là hồ đồ không quan thôi gì đâu. Ý của đại nhân đây là không lẽ có ý đến thái hậu? Tại sao các người cứ đòi chém chém với giết mãi vậy? Cái mà chúng ta phải làm để cho tiểu hoàng đế dứt khoát với thái hậu. Dứt khoát với thái hậu à? Dứt khoát với thái hậu. Xong rồi. Thiệt à? Như vậy hoàng thượng? Hoàng thượng không có chuyện gì. Đơn Nhi, Đơn Nhi. Đương Nhi. Mẹ. Con gọi cái gì? Mẹ. Gọi thêm lần nữa. Mẹ, mẹ, mẹ. Con gọi mẹ là mẹ đó. Con gọi là mẹ đó. Con gọi thiệt rồi. Con biết gọi mẹ là mẹ rồi. Mẹ à, mẹ làm cái gì vậy hả? Tại sao mẹ lại khóc? Chỗ này là chỗ nào vậy? Ngươi! Đương Nhi, con có còn nhớ người đó là ai không? Đương nhiên là nhớ.
Hắn chính là người nhà quê lần trước của chúng ta tại Kim Hoa Sơn đó. Lành lại thiệt rồi, nhớ tất cả mọi việc rồi hả? Quỳnh y sư, ai giờ nhất định sẽ trọng thưởng cho người. Thưởng hắn hả? Thưởng hắn làm cái gì? Hắn nó làm gì vậy? Trẫm không lo nữa. Ý, Liễu Quý Nhân đâu? Nè bay đâu? Truyền Liễu Quý Nhân. Trẫm không có tỷ tỷ bên cạnh. Được, lập tức truyền Liễu Quý Nhân. Hả? Truyền Liễu Quý Nhân. Nè, ngươi đừng đi, đừng đi, đừng có đi. Trẫm muốn nhà ngươi coi thử Liễu Quý Nhân đẹp tới cỡ nào. Liễu Quý Nhân, hoàng thượng cho triệu kiến. Hoàng thượng, hoàng thượng triệu kiến. Không sai, Liễu Quý Nhân, hoàng thượng đã tỉnh lại rồi đó. Bệnh thất tâm phong của hoàng thượng cuối cùng đã trị lành rồi. Liễu Quý Nhân có cảm thấy vui mừng hay không hả? Phải, thật sự rất vui mừng. Thần thiếp chờ đợi ngày đó đã lâu rồi. Vậy mời Liễu Quý Nhân hãy lập tức canh y đi. Được. Thái sư à, lý xiao hoàng thượng tỉnh rồi, lý xiao hoàng thượng tỉnh rồi. Thái sư à, tiểu hoàng thượng cứ tỉnh lại. Câu đầu tiên ngài muốn nói là Liễu Quý Nhân đó. Bây giờ Liễu Quý Nhân vào cung rồi. Nếu như không có quyết định, chúng ta không kịp nữa đâu đó. Người sợ cái gì? Hoàng thượng, đứng dậy, đứng dậy, đứng dậy, hãy đứng dậy mau đi, mau đứng dậy, đứng dậy đi. Lúc nãy tại sao con ở bên mình trẫm vậy? Trẫm không phải đã nói rồi hay sao? Lúc nào cũng phải ở bên mình của trẫm mà, người đi đâu vậy? Thần thiếp biết tội. Hey, trẫm tha cho người vô tội, nha. Hắn là đồng hương của tỷ tỷ, có biết hắn tới đây làm cái gì không? Trẫm nghĩ chắc là hắn tới đây để thăm tỷ tỷ đó. Nhưng mà tỷ tỷ là quý nhân của trẫm rồi, cho nên hắn. Nè, về được rồi, chỗ này không còn chuyện của ngươi. Quỳnh y sĩ, hoàng thượng kêu ngươi đi, vậy ngươi hãy tuân chỉ đi. Hoàng thượng, sao ngài lại không biết rõ Quỳnh y sư tới đây có chuyện gì? Y sư hả? Cái gì? Hắn là y sư à? Hắn tới đây để trị bệnh cho trẫm à? Nhưng mà trẫm đâu có bệnh gì đâu. Đừng nhi, con không nhớ thời gian trước con bị bệnh gì hay sao? Phải rồi hoàng thượng, ngài đã quên hết chuyện gì rồi sao hả? Ngài đã quên hết. Trẫm còn nhớ hình như đã ngủ một giấc, tỉnh dậy là ở chỗ này. Vậy con còn nhớ chuyện gì đã xảy ra trước khi con ngủ không? Còn nhớ chứ, lúc đó có bệnh tỉ tỉ mà.
Nhân, ta thấy người hình như không được khỏe lắm. Dạ, không không có gì. Tỷ tỷ, tại sao lại lạnh thế như vậy? Hoàng thượng, thần thiếp vui vẻ lắm. Đừng nhi, vậy chứ con còn nhớ khi con ở bên cạnh của Liễu Quý Nhân đã xảy ra chuyện gì không? Mẹ à, sao hôm nay mẹ hỏi mấy vấn đề thật là kỳ lạ. Đừng nhi chỉ biết ở chung với tỷ tỷ thật là vui vẻ, thường hay đi chơi chung với tỷ tỷ. Tỷ tỷ kể chuyện cho nghe, nói một hồi á thì Trẫm nó ngủ đó. Tỷ tỷ à, tại sao lại nhìn Trẫm bằng ánh mắt như vậy? Hoàng thượng, không có chuyện gì thì tốt quá, làm chúng tôi thì lại lo lắng. Hả? Trẫm có chuyện hả? Trẫm làm sao mà có chuyện được đây? Hoàng thượng đã ngủ mấy ngày rồi, làm cho Thái hậu nương nương lo lắng ngày đêm. Có phải vậy không Thái hậu nương nương? Phải. Con đã làm cho mẹ lo lắng, cho nên đã mời Quỳnh y sĩ vào cung để trị bệnh. Nói như vậy Quỳnh y sĩ đã cứu Trẫm tỉnh lại à? Đừng có gạt Trẫm nữa nha. Trẫm chỉ ngủ có một đêm thôi, đâu có nhiều ngày đâu. Chắc là có người nào thấy Trẫm ngày đêm ở bên tỷ tỷ, bực có trong người, cho nên mới nói là kỳ lạ, lời ra tiếng vô. Trẫm hả, đã thích tỷ tỷ, còn muốn từ nay mỗi một ngày tỷ tỷ kể chuyện cho Trẫm nghe, tới khi Trẫm ngủ mới thôi. Được. Hay, thật là hay, hay lắm đó. Lão phu đã nói rồi mà, mạng xấu có cái tai họa này, nhưng biến dữ thành lành rồi đó. Thật là mạng trời khó cải, ông trời cũng giúp sức cho thái sư nữa đó. Tiểu hoàng thượng sau khi tỉnh lại quên đi sự thích xác của Liễu Quý Nhân đối với hắn, ngược lại còn tin tưởng Liễu Quý Nhân nhiều thêm nữa. Thái sư à, vậy thì kế hoạch chúng ta có quản lại hay không hả? Không, người nghĩ như vậy là hoàn toàn sai lầm rồi. Ý của thái sư là may mắn, sự may mắn của hắn không thể nào thành công đâu, có hiểu không? Phải. Tiểu hoàng thượng nghĩ không có ra, ai dám bảo đảm ngày mai hắn nghĩ không ra? Cũng giống như là con dao treo trên đầu của chúng ta, không có biết là ngày nào nó sẽ đớt xuống. Vì vậy kế hoạch của chúng ta không có tiến hành trễ, mà phải làm sớm hơn. Dạ. Trốn. Tôi lén lén chạy tới đây để nói cho ông nghe, đừng bao giờ để tiểu thư tôi biết được. Tại sao lại bỏ trốn? Tiểu thư chúng tôi từ nhỏ ngang bướng, chuyện gì mà cũng muốn làm sẽ làm được. Nhưng mà tiểu thư chúng tôi hết lòng thương yêu công tử đó. Tôi biết rõ Mộ Dung Nguyên thật lòng đối với tôi. Cô ấy đã làm cho tôi rất là nhiều thứ, cả cuộc đời tôi phải mang ơn cô ta. Nhưng mà thật sự tôi không thể nào sống chung lại cô ấy được. Bởi vì tôi không thể phản bội Nhất Tịch. Cả hai người đều giống nhau, đều chân tình với nhau. Nếu như thật sự thương Nhất Tịch cô nương, vậy thì Quỳnh y sư hãy mau đưa cổ đi đi. Dẫn cô đi à? Tôi làm sao dẫn cô ta đi đây? Nếu không làm như vậy thì còn có cách gì khác hay không? Nhất Tịch cô nương đã trở thành hoàng phi, không lẽ có thể làm ngược ý của hoàng thượng hay sao? Tiểu thư sẽ không có đợi ông mãi đâu.
Tiểu thừa chắc chắn sẽ dẫn Quỳnh Ni Sư bỏ trốn. Tới lúc đó e rằng không còn tùy vào ông đâu. Bộ tưởng tôi không muốn dẫn Nhất Tịch đi hay sao? Nếu như có lấy suy nghĩ đó, tại làm sao lại không chịu làm? Cô ấy trong nội cung thâm địa, giới bị nghiêm nhập, muốn cứu cô ta ra không phải dễ. Làm sao mà cứu đi? Làm sao mà cứu đi chứ? Chỉ cần có lòng tin, chắc chắn sẽ thành công. Cách là do con người suy nghĩ ra. Tôi có thể góp một chút ý kiến cho ông. Cảm ơn cô nương. Cảm ơn cô. Không cần khách sáo. Cảm ơn đại nhân giúp đỡ. Ân tình của đại nhân tôi cả đời không có quên. Tôi muốn cáo từ đại nhân đó. Chuyện gì? Ngươi muốn đi hả? Thái hậu không phải muốn ngươi ở trong cung để làm ngự y hay sao? Đúng ra tôi chỉ là một y sĩ sơn giả, có thể chữa bệnh cho thiên hạ, đó là tâm nguyện của tôi. Tôi không muốn ở trong cung đình đâu. Xin đại nhân thông cảm. Ngươi nghĩ như vậy, ta không làm khó dễ ngươi. Dương Hi Chi, cả đời ta tôn trọng tự do, và ta tôn trọng sự tự do của người khác. Mỗi một người đều có quyền chọn lựa sự tự do của họ, và có thể làm những việc mà họ muốn làm. Đa tạ đại nhân, hãy nhận tôi một lại. Quỳnh Y Sư đừng có làm vậy. Đại nhân, tôi còn một việc nhờ đại nhân đó. Nói đi. Có thể nào cho tôi gặp Nhất Tịch lần cuối hay không? Hả? Ngươi lại muốn vào cung để mà gặp quý nhân? Ngươi có biết ngươi làm cái gì hay không hả? Tôi biết chứ. Nhất Tịch bây giờ là quý nhân. Nhưng tôi phải đi, tôi không có trở lại đây nữa. Hy vọng trước khi đi có thể gặp ta lần cuối. Ngõ hầu từ giả, xin đại nhân giúp cho. Xin đại nhân giúp cho tôi. Cái điều lão An lo lắng cuối cùng đã xảy ra. Thái hậu sau khi tiểu hoàng thượng tỉnh lại, bỗng dưng chọn lại một số cận thân thị vệ mới để bảo vệ ở trong cung. Bây giờ ngay cả anh em của thượng hoàng cũng không thể tùy ý ra vào hậu cung. Không lẽ Thái hậu đã biết được điều gì rồi? Chắc là Liễu Nhất Tịch làm gì không khéo để cho Thái hậu nghi ngờ rồi. Ê, bây giờ chúng ta phải nắm lấy cái cơ hội cuối cùng này. Sư, chuyện gì ta hứa với ngươi ta đã làm xong rồi. Đến đây để từ giả. Tôi sẽ ra đi.
Tôi đến đây từ giả với cô đó. Tôi đi nha. Tôi không có trở lại. Anh Sơ Bình. Anh Sơ Bình. Em nói gì vậy? Anh Sơ Bình. Em đang nói gì vậy? Cái này là của em tặng cho anh. Đây là con dây đất em làm mới lại cho anh. Tại sao vậy? Anh Sơ Bình, dẫn em đi đi. Anh Sơ Bình, em năn nỉ anh, dẫn em đi đi. Dẫn em đi đi nha, dẫn em đi đi. Anh hãy dẫn em rời khỏi lao tù này. Em không muốn về đây nữa đâu. Anh Sơ Bình, em năn nỉ anh mà. Anh Sơ Bình, dẫn em đi đi. Dẫn em đi đi. Em không thể đi. Em kêu anh dẫn em đi. Cái gì? Nghĩa phụ lại dẫn Sơ Bình vào cung nữa? Tiểu thơ đừng nóng lòng. Quỳnh Sơ Bình cho biết sẽ gặp mặt Liễu Nhất Tịch lần cuối, cho nên nghĩa phụ đồng ý. Tôi nghĩ rằng đây là một việc tốt. Đây rõ ràng là một việc xấu. Gặp mặt lần cuối, mọi chuyện sẽ hư vào cái lúc gặp mặt lần cuối này. Tiểu thơ, tiểu thơ, định đi đâu? Tại sao vậy? Anh Sơ Bình, anh còn không hiểu hay sao? Chúng ta chơi không lại họ đâu. Họ chỉ dùng ngón tay trỏ thôi, sẽ lấy mạng của chúng ta. Anh Sơ Bình, anh trốn đi. Chúng ta rời khỏi chỗ này, mãi mãi không để cho họ tìm được chúng ta. Để cho chúng ta sống bình yên vui vẻ hết kiếp này, có được không? Lắm. Mỗi lần Ai Gia nhìn thấy thư pháp của Ái Khanh đều giống như là đã quên hết tất cả phiền muộn, không có gì dương vấn. Ai Gia muốn tập viết chữ, không biết Dương Ái Khanh có thể chỉ điểm được không? Thái hậu không dám chỉ điểm. Nếu Thái hậu có hứng thú muốn luyện chữ, vậy cứ việc gọi lão thần tới. Nhưng nghe nói Dương Ái Khanh làm cao lắm, người khó mời, chữ khó kiếm. Nhưng hôm nay không có giống như vậy. Thái hậu, chuyện này còn tùy vào mỗi người. Đạo bất đồng, bất tương di mưu, hứng thú không giống nhau. Dương mổ tôi không phải làm cao, tiết kiệm từng chữ. Tuy nhiên, nếu như gặp phải tri kỷ, tôi thật sự không làm cao gì cả. Đương nhiên sẽ viết chữ để mà tặng cho nhau. Nếu nói như vậy, Ai Gia và Ái Khanh coi lẽ là tri kỷ à? À, Thái hậu, à, không dám, không dám, không dám. Anh Sơ Bình, em biết là anh sẽ cứu em mà. Nhưng mà chúng ta làm sao trốn được ra ngoài? Để anh tìm cách nha. Anh Sơ Bình. Hả? Em có cách. Anh Sơ Bình à, coi nè. Thái giám. Đúng vậy. Em thông minh lắm. Hồi đó tới giờ em thông minh hơn anh mà. Anh thiệt là khờ. Mua dầu đi con nương ơi. Thằng ta lửa mấy vậy đây. Lẹ lắm, mua đi.
Quân Sư Bình, em nhất định phải bắt anh về, sau đó đưa anh rời khỏi kinh thành, đi tới một nơi thật xa thật xa, tới một chỗ chỉ có hai chúng ta. Em sẽ làm cho trái tim của anh thuộc về em. Xong rồi đi ngay. Hả? Bùa, giống quá đi. Đương nhiên là giống rồi. Nếu không làm sao mà qua mặt được đánh thì dễ đằng kia. Ăn mặc như vậy em đã suy nghĩ lâu lắm rồi. Được lắm, chúng ta đi nha. Đi, đi. Ê, anh Sơ Bình, anh đừng gọi em là Nhất Tịch nữa. Phải gọi em là Quế Công Công. Quế Công Công. Ừ. Ờ, được. Đi. Đi mau. Ê, anh Sơ Bình. Hả? Có chiếc xe ngựa kìa. Đó là xe ngựa của Dương Đại Nhân đó. Hay à, bởi vì là xe ngựa của Dương Đại Nhân, chúng ta ra vào không bị xét hỏi, cho nên không có nguy hiểm. Hả? Vậy chúng ta ngồi xe ngựa của Dương Đại Nhân đi trốn hay sao? Phải. Không được đâu, như vậy liên lụy tới Dương Đại Nhân đó. Hay à, chúng ta chỉ là ăn cắp xe ngựa của Dương Đại Nhân, chứ đâu có phải là Dương Đại Nhân kêu chúng ta bỏ trốn. Có gì là nguy hiểm cho ổng? Thiệt khờ quá. Dương Đại Nhân, tôi xin lỗi nha. Tôi bởi vì cứu Nhất Tịch mới dùng hại sát đó thôi. Xin lỗi tha thứ. Anh lẩm bẩm cái gì đó, mau đi lẹ đi. À. Ngân. Ê, Quỳnh Lý Sư, là ông hả? Sức cung à? Thái Hậu kêu tôi đi lấy thuốc. Sao dùng xe của Hữu Quân Đại Nhân vậy? Hữu Quân Đại Nhân đâu? Hữu Quân Đại Nhân đang bàn bạc công việc với lại Thái Hậu đó. Còn người nào khác hay không? Trên xe... không... không có... không có... không có cái gì? Không không... không... Lại. Đó là Lưu. Cái gì Lưu? Quý. Cái gì Quý? Quý. Nghe cả tên Quý Công Công mà cũng không nhớ được nữa. Thì là nô tài. Phải. Quý Công Công. Quý Công Công tại sao nhìn vào mặt trắng da mịn? Hình như gặp ở đâu rồi? Tướng quân, ngươi chịu trách nhiệm canh giữ nội cung, dĩ nhiên quen mặt với nô tài rồi đó. Đúng là như vậy. Đi đi. Hả? Đi. Nhất Tịch, cuối cùng chúng ta đã thoát được rồi. Anh Sơ Bình, cuối cùng chúng ta đã ra được rồi, cuối cùng đã thoát rồi. Cuối cùng anh đã cứu em được rồi đó Nhất Tịch. Thì chúng ta đã được tự do, rồi. Cha. Vui thiệt đó, vui quá đi. Vui quá. Hoàng thượng. Nhất Định nói vậy. Hoàng thượng ở trên xe đó. Hả? Không ngờ có phải không? Trẫm cũng ở trên xe nữa nè. Hoàng thượng sao ở trên xe vậy? Không à, phải không? Trẫm ở trên xe lâu như vậy, nhà ngươi ngu thiệt đó, không có phát hiện. Nhất Tịch, chuyện như thế nào đây? Em cũng không biết nữa.
Hồi nãy ông ra mặt làm cho em cũng thấy ngạc nhiên. Em đâu có biết tại sao ông lại ở trên xe. Bây giờ tính làm sao đây? Dương Ái Khanh là Dương Ái Khanh, ngươi thật sự là ở trong con ngỗng đã hiểu được lý lẽ của môn thư pháp này hay sao hả? Ngươi thiệt là. Thái hậu, lão thần nói toàn là sự thật. Vì muốn luyện chữ, lão thần đã mua mấy con ngỗng vừa trắng vừa to vừa mập để luyện. Thật như vậy hay sao hả? Chỉ có người mới nghĩ ra đó. Ây da, Thái hậu, Thái hậu, đại sự không may rồi. Lưu Công Công, Ai Gia không phải đã nói rồi sao? Không có ý chỉ của Ai Gia, không ai có thể tùy tiện vào đây mà. Nhưng mà đã xảy ra chuyện đại sự. Là đại sự gì? Hoàng thượng. Ngày như thế nào? Hoàng thượng bị người ta bắt đi mất rồi. Lưu Công Công, ông không hề nói giỡn chứ? Chuyện đại sự nô tài làm sao dám nói trời chứ. Hoàng thượng thật sự bị bắt mất rồi. Họ đã đưa hoàng thượng ra khỏi cung. Là ai làm như vậy? Huỳnh Y Sư và Liễu Quy Nhân. Không lẽ tất cả các người đều ngủ quên hết hay sao? Huỳnh Sơ Bình và Liễu Quy Nhân làm sao có thể cướp đi hoàng thượng đưa ra khỏi cung như vậy hả? Nói đi. Xin Thái hậu tha tội. Bẩm Thái hậu, đừng trách họ. Thái hậu, những binh sĩ giữ cửa cung đã tận chức rồi, nhưng họ không thể nào ngăn cản Quỳnh Sơ Bình. Tại sao vậy? Tại vì họ ngồi trên xe ngựa của Hữu Quân Phủ. Hả? Thái hậu đã từng căn dặn, xe ngựa của Hữu Quân Phủ được tự do thông hành nội ngoại cung, bất cứ thời gian nào cũng không có quyền xét. Không sai, Ai Gia đã nói như vậy. Dương Ái Khanh, thật ra cái chuyện này là như thế nào? Không thể như vậy. Là người nào đánh xe? Quỳnh Y Sư. Trên xe còn có ai? Thái hậu, người ngồi trên xe che mặt kín đáo. Mặt tướng cho dù muốn điều tra cũng không có gan. Vậy lý do dồi dã lìa khỏi cung của Quỳnh Y Sư là cái gì? Thái hậu, theo lời của Quỳnh Y Sư, thờ lệnh của Thái hậu ra ngoài hái thuốc. Nói bậy. Ai già chưa bao giờ nói như vậy. Dương Ái Khanh, chuyện này giải thích như thế nào? Thái hậu, lão thần sử dụng người không đúng chỗ, gây ra đại họa, xin Thái hậu hãy xử phạt. Nhưng mà trước tiên, Thái hậu hãy cho người đuổi theo chiếc xe ngựa đó. Chuyện đó cần gì ngươi phải nói? Bẩm Thái hậu, còn một việc nữa. Nói. Chúng tôi đã kiếm được tên phu xe. Dẫn tới đây. Dạ. Trọng. Trọng à, cho ta biết chuyện gì xảy ra. Trọng. Hey, tại sao mình mấy đầy bụi rượu vậy? Cái chuyện này là như thế nào? Thái hậu, trước giờ hắn không biết uống rượu. Đủ rồi. Mấy đâu? Dạ. Hãy bắt Dương Hi Chi cho ta. Dạ. Hậu. Đại nhân, xin lỗi nha. Thái hậu, quan cho lão thần. Người đâu, bắt hắn lại. Dạ. Thái hậu. Thái sư à, thượng quan tướng quân đã làm theo lời dặn của ông rồi, đã thả bọn chúng ra ngoài rồi đó. À, bọn chúng còn có phát hiện điều gì không đúng chứ hả? Hoàn toàn không có, họ còn vui mừng là bởi vì thượng tướng quân không có thấy sơ hở gì hết, bây giờ đã ra thành rồi à, không có gì đâu. Cái màn này của Liễu Nhất Tịch diễn ra hay quá. Cái đó cũng do thượng quan kiến truyền biết cách dạy đó. Thái sư à, cẩm nang diệu kế này đây chỉ có thái sư mới nghĩ ra mà thôi đó hả? Trước tiên để cho tiểu hoàng đế dứt khoát được sự khống chế của Thái hậu, sau đó để cho Nghề Kiển hiến sách với Quỳnh Sơ Bình, và Nhất Tịch lại khóc đấu với Quỳnh Sơ Bình nữa đó. Như vậy Quỳnh Sơ Bình muốn không cứu Liễu Nhất Tịch cũng không có xong. Tiểu tứ khờ kia, không ngờ người hắn dẫn ra ngoài không phải chỉ mình Liễu Nhất Tịch thôi đâu,
Hắn không có ngờ được cái chuyện này còn có bí ẩn nữa. Bây giờ Quỳnh Sơ Bình trên xe ngựa bị giật mình luôn rồi đó. Hắn thật là không có ngờ được. Thái sư à, cẩm nàng diệu kế này của ông á, thật sự là nhất tiễn mà lưỡng điều đó. Thứ nhất, Quỳnh Sơ Bình đã đưa tiểu hoàng đế xuống cùng. Nếu như chúng ta cho người cướp xác giữa đường hả, chúng ta lấy tiếng cứu giá hữu công.